Vâng, kính thưa tất cả quý vị, Quốc vợ cũng rất là vui khi mà sáng hôm nay được trò chuyện cùng với mọi người. Ngày hôm qua thì Quốc vợ có làm một cái clip nói về câu chuyện của Anthony Phạm đó, muốn về Việt Nam để trình hết tất cả, trình ra tất cả những cái bằng chứng cụ thể mà đã nắm bắt được trong thời gian vừa qua, mà khi mà anh tham gia vào những cái hội nhóm chống phá bà Hằng đó, thì anh đã có rất là nhiều những bằng chứng, cho nên là anh muốn rằng là dùng những cái bằng chứng này ra để cho tòa án có một cái sự coi như là những cái tin tức như những chi tiết mà khách quan đó trong cái vụ án này để mà xét xử công bằng. Thì anh muốn là về Việt Nam để trình cho cơ quan chức năng những cái bằng chứng đó. Tuy nhiên thì trong thời gian vừa qua là anh cũng đã về Việt Nam một hai lần, cho nên là không có khả năng, cho nên là cần ít nhiều vì vấn đề tài chánh đó quý vị, cho nên mới bàn với Quốc Võ. Thì Quốc Võ thấy là cái điều này cũng hợp lý. Bởi vì mình không có tài chánh thì làm sao mà mình đi tới đi lui để mình giao tiếp này nọ, rồi còn tiền xe tiền cổ, rồi ăn uống ngủ nghỉ khách sạn vân vân, rất là nhiều thứ quý vị phải lo, rồi phải lo bill bổng ở bên Mỹ này nữa, cho nên là cái tài chánh cũng quan trọng. Cho nên rất là ngại khi mà nói tất cái chuyện mà tiền bạc và gây quỹ gì trong đây. Nhưng mà anh Tư Đình Phạm anh chỉ nói anh chỉ cần khoảng 2.000 thôi, ảnh cũng có thêm 1.000 đồng tiền bữa dành dụm rồi, Quốc Võ thì cho cái vé rồi, thì bây giờ ổng cần thêm 2.000 nữa để coi như là 3.000 đi để coi là về Việt Nam. Thì cũng được mọi người quan tâm rất nhiều và mọi người ủng hộ cái điều đó, thì cái điều đó cũng là một cái điều rất là tuyệt vời, và chúng ta cùng chung tay với nhau để làm những cái điều tốt đó, bảo vệ lẽ phải. Có một vài anh chị em cũng điện thoại Quốc Võ và nói cũng khá là xúc động về vấn đề này, cho nên Quốc Võ cũng cảm thấy rằng là cái tấm lòng của người Việt Nam xa xứ hoặc là những người ở trong nước này nọ đó quý vị, tức là khán giả mà theo dõi vụ việc bà Hằng mà đứng về phía lẽ phải đó, thì họ rất là tuyệt vời luôn á, họ tình cảm kinh khủng luôn, cho nên là họ sẵn sàng họ đóng góp quý vị, cho nên cái số tiền mà 2.000 đó là không có là cái gì cả đối với trong thời điểm này, cho nên cũng rất là vui khi mà được chia sẻ đó. Bây giờ Quốc Võ cũng xin mạn phép rằng là điện thoại cho anh Tony Phạm để anh có vài lời về cái nguyên nhân, cái lý do là sao mà anh muốn về Việt Nam, cũng giống như là cái sự ước muốn của anh á, trong tương lai là như thế nào nha. Xin mời quý vị cùng nghe anh Quốc Võ sẽ điện thoại cho anh Tony Phạm. Hello, anh Tony Phạm, Quốc Võ đây. Ok, xin chào cô hai cô phó. Mình cũng đang nói chuyện với lại khán giả của mình đó. Thì ngày ngày hôm qua thì Quốc Võ cũng có làm một cái clip mà cũng được mọi người quan tâm để nói về cái câu chuyện của anh Tony Phạm có dự định sẽ về Việt Nam đó. Thì sẵn dịp đây thì anh Tony Phạm cũng nói vài câu với khán giả của mình về cái ý định của anh rồi như thế nào đó. Xin mời anh. Thì trước tiên thì mình cũng xin chào Quốc Võ và chào khán giả của Quốc Võ cũng như là các bạn mà yêu mến lẽ phải ủng hộ cho bà Nguyễn Phương Hằng. Thì thật sự ra lúc trước mình cũng là một người phản biện lại bà Nguyễn Phương Hằng đó, nhưng mà những thông tin của nói về bà Nguyễn Phương Hằng đó thì được rất nhiều những khuyên cơ, ví dụ như là bản thân của bà Nguyễn Phương Hằng cũng như là một số người mà thân quen đó, ví dụ là Channel B hoặc là một số là người có những cái thiên kim rồi là vô thường rồi nó cũng có nhiều lắm thì đưa tin cho mình. Thì những thông tin này thật sự rất là đúng trước á, thì mình cũng không có kiểm chứng, mình cũng chỉ đi làm thôi. Và thì thật sự người ta đưa tin cho mình á, thì khi mình về đó mình đọc ra và mình chỉ biết nói thôi, nhưng mà hầu như những cái tin này đó là sau này đó thì mình đầu mình mới cảm nhận được là từ khi mà người ta chỉ dùng mạng xã hội đó, người ta là mạng ảo và người ta tạo dựng những kịch bản trong những cái vụ mà ví dụ là tính thất bồng lai rồi trong ứng bảo vệ bản thân của mình đó, người ta đặt điều sai trái rồi người ta vu khống bịa đặt rồi nói chung là hội nhóm bè phái để mà bêu xấu đó, làm mất uy tín của mình. Thì mình mới nhận ra được đó là mình coi lại những tin nhắn hồi xưa, thật sự bây giờ mình cảm nhận được và ngộ ra được là những cái việc mà người ta đã đi là tấn công và gài bẫy bằng cái phương án để cho bằng cái phương án đó là lên mạng mà càng chịu nhiều thì lại
càng mình tổn nhiều. Đó là một cái điều mà mình thấy là nó không có được. Tại vì nếu như thật sự bạn Nguyễn Phương Hằng mà bị bắt chúng thì những cái việc làm của bạn Nguyễn Phương Hằng là có lên mạng thì chưa kiểm chứng thì nói này nói kia, nhưng mà một phần nguyên nhân là từ những người bạn, từ những công cơ, từ những người mà mang danh là nghệ sĩ đó, từ những nick mà mình đọc Thiên Vương mà ra đó, thì ở đó thì có rất nhiều những lời bình luận rồi những thông tin nó không có chuẩn xác về bằng Nguyễn Phương Hằng, công ty cổ phần Đại Nam, rồi từ đó bị các kênh YouTube trong đó có mình nữa, những người phản biện lại bằng Nguyễn Phương Hằng thì lấy thông tin từ cái nick Bình Ngọc Thiên Vương ra. Đó là một cái hội nhóm mà ở đây thì theo như luật sư Thanh Trần á nói mà trong bên có sáu người nghệ sĩ mà không biết là nghệ sĩ là ai, chỉ có Thanh Trần mới biết thôi. Còn từ cái tin nhắn của là Thiên Kim đó thì mình mới thấy, mình lục ra thì trong này á là có hội nhóm, có Thanh Trần có nói về Lịch Huỳnh Ngọc Thiên Vương, có nói về ông là Hoài Linh, rồi Võ Hoàng Yên, rồi là Triển, nói chung là Thanh Trần biết rất nhiều. Thì mình cũng không biết đó, tại vì mình cũng đâu có phải là người Việt Nam đâu, mình đâu có biết ai, đi làm rồi về thôi. Bây giờ mà khi mình lục ra những cái tin nhắn đó đó thì bây giờ mình cứ ngỡ ngàng là ở đây là có cái hội nhóm rồi kia đó, làm cho mình cảm thấy là bạn Nguyễn Phương Hằng này là y như là bị người ta gài. Bị người ta gài đó, nên là mình thấy là mình cần phải lên tiếng. Và có rất nhiều người thì cứ nói rằng đây là tin nhắn riêng tư, nhưng mà đây không phải là tin nhắn riêng tư, đây là những tin nhắn mà không tiêm truyền cho nhau. Mà nếu như là đúng thì không sao, mà xuyên tạc thì nó sẽ ảnh hưởng tới là cá nhân, ảnh hưởng tới là công ty, tổ chức của người ta. Đó, ví dụ như là buổi sáng mình có livestream mình nói về cá Chernobyl, thì Chernobyl này cũng là một người là người yêu mà chưa bao giờ xuất hiện trên mạng xã hội, chỉ là tập ra Facebook thôi để mà đi là đưa tin cho người này, đưa tin cho người kia. Và nói tới Mộc TV cũng là một kênh YouTube cũng có chịu ảnh hưởng là có tiếng nói trên cộng đồng, nhưng mà lại lấy tin từ những người như thế này, ví dụ như là hội nhóm cùng với là Tesla, Thanh Trần, rồi là Năm Râu, là những người phản biện này bạn Nguyễn Phương, thì trên đồng ý cũng là một người lấy xưng danh là con cháu của ông Tăng Minh Phụng. Đó thì cũng có, và các bạn cũng biết là ông Tăng Minh Phụng cũng là nhân viên đất đai. Đó thì cái cô này thì lại xưng danh là cháu của ông Tăng Minh Phụng, nhưng mà không hiểu tại sao mà lại mất một cách bí ẩn, có nghĩa là chưa bao giờ xuất hiện trên mạng xã hội, nhưng mà bây giờ mất cũng không ai biết, mà thật cũng không ai biết, tại vì đâu có bao giờ thấy hình ảnh đâu mà biết được. Ví dụ như bây giờ các bạn thấy là Mộc TV cũng vậy thôi, cũng là một là người không bao giờ xuất hiện trên kênh YouTube, nhưng theo những gì điều tra của mình biết thì đây là một phóng viên báo Thanh Niên và đi hù dọa mình và cùng với chất hợp với Việt Hà để mà đi nói xấu là thượng tọa Thích Nhân Từ mà cái này kia đó, những clip nó còn đó. Để đây thì mình muốn nói rằng đây là những người là đi là giả danh và tạo dựng kịch bản ra để đi hại người ta. Đó, ví dụ như hồi sáng là Chen Hồng My nói rằng thượng tọa Thích Nhân Từ có tình cảm với bà Nguyễn Phương Hằng, có nghĩa là bà Nguyễn Phương Hằng lại đi là coi như là đi ra lệnh cho công an tỉnh Long An để mà đi là khám xét tình cái bồng lai của là đi là thằng báo ADN. Cái đó là sai, cái đó là thông tin không có chuẩn, thì chính vì cái thông tin đó làm lệch lạc cái tư tưởng của một người đi, nó làm sẽ ảnh hưởng tới xã hội. Nếu như mình phát tán những thông tin đó ra, bây giờ ví dụ như mình không phát tán thông tin đó ra, nhưng mà mình sẽ có cái sức ảnh hưởng, mình sẽ bị cháy, cái tư tưởng sẽ lệch lạc. Của đó là tại sao chuyện Phạm Thích Nhật Từ lại đi là có tình cảm với bà Hằng, đúng rồi. Rồi là tại sao mà lại đưa tin cho mình là bà Hằng lại đi là tạo lao dịch cực với là ca sĩ Ưng Hoàng Phúc trong một cái group là cái nick của sáng mình nói mình quên rồi, con dùng trong một cái group đó là tẩy chay Đại Nam, tẩy chay Đại Nam anti là Nguyễn Phương Hằng ủng hộ nghệ sĩ, nhưng mà lại xuyên tạc nói là nó là ca sĩ Ưng Hoàng Phúc là đi là bệnh bạc với là bà Nguyễn Phương Hằng, bà Nguyễn Phương Hằng lại đi dụ cái ông Ưng Hoàng Phúc này. Anh thấy chưa? Đấy là những thông tin nó không có chuẩn, không biết là có đúng hay không mình không biết, nhưng mà cũng làm cho mình cảm thấy là bà Nguyễn Phương Hằng là mình nghĩ sai, đúng không? Mình nghĩ ủa, bà nghĩ là một đại là một người doanh nhân doanh nghiệp như vậy mà có tiếng như vậy mà đi coi như là hết như là người kia,
rồi chụp hình nọ kia đưa những thông tin như vậy thì nó ảnh hưởng chứ. Mình tuy rằng mình không có đưa thông tin này ra, mình không có nói trên cộng đồng mạng, nhưng ít nhiều cái tư tưởng của mình cũng nghĩ xấu cho người ta. Đúng rồi. Bây giờ lúc trước á, là khi bà Nguyễn Phần nói về vấn đề của bà Nguyễn là mình cũng ủng hộ vấn đề là bạch trần ra vấn đề là thần y lừa đảo, đúng không? Mà mình chắc nhất là vấn đề là lừa đảo trục lợi là mình không thích rồi. Nên cái vấn đề của người nào mà lên trên mạng là lừa đảo để mà quyên tiền hoặc là làm không minh bạch đó, không sao kê đó, là mình hay lên tiếng lắm. Nên mình thấy cái sự việc này đó là mình ủng hộ cho bà Nguyễn Phần. Nhưng mà khi mà ủng hộ cho bà Nguyễn Phần á thì lại có những thông tin nó lại đi là không tốt cho bà Nguyễn Phần. Ví dụ đó, vừa rồi mình kể đó là những người đó là người ta là nói không tốt về bà Nguyễn Phần, thì dĩ nhiên nếu như các bạn thì các bạn sẽ không like, không có cái tư tưởng khác liền. Nó đang ngủ tự nhiên nghe tin này, ôi rồi con nhỏ này nó coi như là đi vào lo sụp đồng cương mày ông kia rồi quen ông Thích Nhật Từ có tình cảm, mà sao mà mình coi như là mình có gì chăng nữa ít gì mình có bị lung lay vì coi sao mình đang ủng hộ cho người này mà nghe như vậy thì dĩ nhiên mình nghĩ xấu rồi đó. Mà hơn nữa là mình lại có cái bản tính là hay cảm tính lắm, hay nghe lời lắm. Những người nào nói nhiều á mà trên cộng đồng mạng người ta nói nhiều đó là mình hay theo lắm, giống như là mình có cảm tính thương á. Những người này nói mình mau ghét và mau thương lắm, nên mình không chưa kiểm chứng đó những thông tin này đó, nên nhiều khi nó ảnh hưởng tới là cái việc làm ví dụ mình nên nói vậy đó thì sẽ là cho bạn không tốt cho bạn cái phản. Đó là cái nguyên nhân mà vì sao mà mình phản biện lại bạn cái phản đó. Chứ thật sự lúc trước bạn mình là ủng hộ bạn cái phản. Đó, bây giờ mình bắt đầu mình nhận ra rằng là trên mạng xã hội là mạng ảo, ta tạo dựng kịch bản rồi là người ta di chuyển lên để vu khống một người đó nha. Bởi vậy mình muốn là nói ra để cho mọi người biết được là cái vấn đề như vậy. Từ ông sĩ An Ni thì mình không có liên lạc, nhưng với ông sĩ thì mình cũng có liên lạc qua lại đó, nên mình biết được rất là nhiều những hai người mà coi như là truyền tin cho nhau đó. Nhưng mà nếu như tin cho mà chuẩn á đúng thì không sao, nhưng mà nếu như tin không chuẩn đó sẽ ảnh hưởng tới người khác, đó là xuyên tạc. Thì dĩ nhiên là những người là cái bạn sẽ chịu trách nhiệm thôi. Bà Nguyễn Phương Hằng thì hơn một năm nay bà cũng bị tạm giam rồi, và những người có liên quan là tới vấn đề bà đánh phá vào, ví dụ như là Nick Vô Thường này, đó là Thái Văn Đường này, rồi Phạm Hà này từng lên nói là về là công ty cổ phần Đại Nam, là khu du lịch đó Đại Nam đó thì là hàng năm là chết bao nhiêu người, là thì chụp vô trong đó để mà để cho khổ ăn và kia, đó là những lời là không có được, làm cho người ta mất uy tín. Làm sao mà coi như là một người nó mất nhân tính mà đến nỗi mà người chết khổ vô mà lại bỏ vào trong để cho làm giống kiểu băng thịt ra để cho nuôi hổ, đó là không có được. Cái đó là tin cái này rất ác luôn đó. Mình thật sự Phạm Nga cũng là người bạn của mình, nhưng mà khi nói những câu này đó ra là mình cũng không thích nữa. Rồi là Vô Thường nữa, rồi clip là ABC 19 phút rồi tùm lum hết trơn. Nói chung là người ta là chỉ là bịa đặt không à. Nên nhưng mà nhiều người nói đó thì nó kéo theo thì ứng năm đông sẽ ảnh hưởng tới coi như là cá nhân của bà Nguyễn Phần cũng như công ty cổ phần Đại Nam. Đó là điều mình muốn nói để cho mọi người hiểu được câu chuyện đó, để mà vạch trần ra những kẻ mà đứng đằng sau lúc lùng đó để tao giấu tay lợi dụng người khác để mà coi như là chiến hạ đó. Cũng như là các bạn thấy là có rất là nhiều đó, những người là nghệ sĩ nhiều mà mượn tay kém tay giấu tay không à, người ta không ra mặt, thấy ở ngoài thì rất là bạo lực nhưng mà bên trong đó là rất là kinh khủng luôn đó. Nên mình muốn nói cái tiếng nói như vậy đó. Đúng rồi. Rồi bây giờ mình nói thêm chút xíu về cái quỹ mà mình sẽ gây ra cái quỹ để cho có cái lộ phí cho mà Tony về Việt Nam đó. Thì giống như là anh Tony nói là cần khoảng chừng 2.000 hoặc là hơn chút để có nó thoải mái trong cái vấn đề về tài chính khi mà về ở tại Việt Nam trong vòng một tuần gì đó để mà giúp cho bà Hằng cái vấn đề đó. Thì cái kế hoạch mà sơ lược đó, mình không có nói chi tiết, nhưng mà kế hoạch sơ lược thì của anh Tony Phạm mình là như thế nào? Theo ý mình hồi bữa cũng live stream rồi, mình cũng có ý định đó là mình cũng thật sự ra mình cũng mới về Việt Nam. Đó, mới qua đây cũng chừng có 6 tháng thôi. Và cũng nói cho các bạn biết rằng sống ở bên Mỹ này chứ cũng phải đi làm, rồi là phải chi trả tiền ga điện nước, rồi ăn uống sinh hoạt và kia. Nên cái tiết kiệm đó thì nó không được bao nhiêu. Và hơn nữa mình mới về để mà nói chung là để mà về mà giúp đỡ một người nào đó đó thì phải có kinh phí, mà mình thật sự đó cái tiền gọi kêu gọi tiền đó thì mình rất là dị ứng, mình tối kỵ vấn đề là kêu gọi tiền, nên
ít khi nào, không bao giờ luôn á, mình kêu gọi tiền để ủng hộ cho mình hết á, kêu gọi ủng hộ cho người ta thì ok, nhưng mà kêu gọi ủng hộ cho mình á thì rất sao á, nên mình thấy không có muốn. Nhưng mà nhiều các bạn thì cứ nói rằng là anh tôi đi về Việt Nam để giúp cơ quan chức năng làm sáng tỏ vụ này đó, nhưng mà nhiều khi mình không có tiền đó mà rồi á là kinh phí rồi kia đó, nên mình cũng có nói là xin trên kênh của mình đó là xin 2.000, và cũng có thì hôm bữa cũng hứa là cho mình cái vé máy bay thì mình cũng nói như vậy thôi, và mình cũng dành dụm được 1.000 nữa thì cũng được là 3.000 đó, thì mình liều cơm gấp mắm thôi, mình về thì nhanh chóng mình về xong rồi mình đưa rồi mình bay ngược lại thôi, chứ mình không có thời gian để ở bên bên Việt Nam nhiều. Nếu mình về đó thì về khoảng chừng là 4-5 ngày thôi là mình bay ngược lại thôi à, đó thì ý định của mình là như vậy đó. Có rất nhiều các bạn thì cũng đã ủng hộ nhưng mà kêu là lập gieo rồi lập cái gì tài khoản mà mình không biết làm, thế từ nào giờ mình không có biết, nói chung là chỉ có nên nói thôi chứ lập tài khoản rồi gieo rồi memo cái gì đó không không có rảnh nên không biết đó, chỉ biết kêu gọi vậy thôi mà không biết là chuyển tiền như thế nào nữa đó. Thì cái kế hoạch của mình là như vậy đó, thì về khoảng chừng là 4-5 ngày thôi, rồi bay ngược lại thôi, tại vì cái ý định của mình á là tháng 9 mình mới về cơ, tháng 9 là mình mới về. Nhưng mà bây giờ đó thì không biết là cái phiên xét xử của bà Nguyễn Phàng á là ngày nào thì mình không biết, nhưng cái dự định của mình á là mình tích coi như là tiết kiệm để tháng 9 mình mới về, đó là cái ý định của mình là như vậy. Còn bây giờ á, nếu như về sớm gấp thì dĩ nhiên là kinh phí nó không có, mà nếu như về bây giờ đó là phải về về gấp thôi, tại vì tháng 9 mình cũng đã có lịch về rồi, trong vòng tháng 9 mình có lịch về rồi, còn bây giờ muốn về gấp á là phải có kinh phí đồ kia đó, nên cũng là nhờ sự hỗ trợ mà mình cũng không biết làm nữa. Thì cái kế hoạch này bây giờ mình cũng đang rất là coi như là băn khoăn và băn băn dần, không biết là làm cách nào có về bây giờ hay không. Đây là sự ý kiến của khán giả thôi, nếu như các bạn mà muốn mình về thì mình về, nhưng mà thật sự ra cái việc mà kinh phí đó thì mình nói chung là mình hiện tại bây giờ là chưa có đủ kinh phí để về. Còn tháng 9 mình chỉ tính là 3 tháng nữa 4 tháng nữa về để mà tiết kiệm về được đó, thì nếu như lúc đó là trên xét xử nó kêu tiền ngại lắm nói thẳng thế, Không, kêu kêu cái tiền vấn đề ngại mà tài tài chánh thì bây giờ mình không lo, tại vì coi như là khi mà Quốc Võ đã lên tiếng rồi thì rất là nhiều người giúp. Nhưng mà cái vấn đề coi như là chủ quan trọng là mình về mình có giải quyết được cái câu chuyện hay là không, đó đó là ý của khán giả là như đó. vậy. Đấy 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 mà là cơ cơ chuyện là nhiều khi những cái tin nhắn này á nó có giá trị để giảm tổn cho bạn như vậy hay không mới là điều quan trọng của ông Quốc. Và vậy mình lên đó mình đưa những tin nhắn này ra đó, trước tiên mình đưa ra trong cộng đồng đó để cho người ta xem xét đó, nếu được để đánh đập tới cơ quan chức năng cũng như là đánh cho mọi người hiểu được công việc là như vậy đó, nên mình đưa cho bạn những tin nhắn như vậy đó để cho mọi người biết. Còn không biết là cái tin nhắn này nó có giá trị để giảm tội cho, nói chung là giảm tội nha chứ không phải án đâu, cho bạn là hay không thì thật sự ra là mình cũng chưa biết được đó. Nên thật sự đó mà những tin nhắn này á mà công bố lên hết á trên cộng đồng mạng á, thì nó không có hay, nó không có hay, nó chỉ có cầm về và đưa cho người ta cho cơ quan chức năng để người ta coi coi có giá trị hay không, chứ còn nếu mà mình công bố lên trên mạng vậy là vậy, thế có khó mình cũng đâu có là đưa hết tất cả những tin nhắn lên đâu, Đúng rồi, mình đúng chỉ rồi, đúng rồi. đưa một số thôi để chứng minh rằng đây là những cái việc làm cho người ta tại bằng những thằng như thế nào thôi, chứ còn mà đưa hết ra thì đâu có được Đúng rồi. Với đó. lại Thì cái mặt với lại mình có một cái câu hỏi rằng lấy ví dụ giống như là cái thời gian mà tôi đi phạm định về là nó ngay chỗ ngay cái lúc phiên tòa xét xử, hay là mình về trước, hay là nếu như mình về mà cơ quan chức năng họ yêu cầu mình có mặt tại phiên tòa thì anh tính sao? nếu như có mặt phiên tòa thì cũng phải chấp nhận thôi, thì nhưng mà ý mình thế này nè, tại vì bây giờ đó là phiên tòa online rồi, mình có thể là phiên tham, có thể phiên tham đúng không, và có thể là qua màn hình và mình nói, và cũng đã có ví dụ như mình có cho địa chỉ rồi cho cái tất cả những cái mình chịu trách nhiệm mà những lời nói của mình chịu trách nhiệm, nhưng mà chắc chắn nhất đó thì theo ý mình đó thì là mình FaceTime đó, FaceTime và nói hay hơn, còn mình đi tới phiên tòa đó thì dĩ nhiên nó cũng rất là nguy hiểm đấy, không phải đơn giản, nên mình cũng rất là lo sợ. Và vấn đề là tới trực tiếp tới phiên tòa mình chỉ muốn là FaceTime nó có nghĩa là người ta hỏi mình, tòa hỏi mình xong mình nói luôn đó qua cái màn hình điện tử đó Đúng rồi. thì nó hay hơn. Còn khi nào mà có vấn đề mà trực tiếp đó thì lúc đó mới hay, tại vì sơ thẩm mà, sơ thẩm thì vẫn là sơ thẩm thôi, phúc thẩm mới là quan trọng, nhưng mà khi mà xuất hiện tại tòa đó rất là nguy hiểm, không phải đơn giản.
đó thì mình suy nghĩ mình nói chung cũng phải suy nghĩ cho cái tính mạng mình chứ đâu có biết được đâu cái người nào thương người ta làm hết đâu nên là đó nó phải rất là nguy hiểm đó không phải đơn giản đâu đó thì mình cứ ý khí định của mình như vậy đó là có thể là chỉ là qua phiên thang thôi hiểu không thì cũng đúng dạ còn khi nào là mà tên thích chọc đó mà cần ra người thật thật đó thì mình sẽ tới còn bây giờ cứ phẩm thì sơ phẩm thì nó chưa chưa là cái gì hết chưa là cái gì hết chưa Như vậy thì mình cũng chưa biết là cái phiên tòa nó diễn ra vào lúc nào, cho nên là đúng, nếu mà về thì phiên tòa đúng biết giờ chưa biết phiên tòa diễn ra như nào nhưng mà bây giờ là nếu như mọi người muốn cho mình về để mình mang cái này tới nộp cho cơ quan chức năng đó thì dĩ nhiên là phải mang điện thoại tới đúng rồi đó, thì mới làm được mang điện thoại thì hỏi tới nhưng mà trước khi mà mang tới đó thì mình phải sao chép qua một cái chỗ khác trước đó để mình giữ một cái tư liệu riêng cho mình trước rồi đó. Thì hiện tại bây giờ là mình cũng đã quay phim lại hết rồi, còn sao chép qua USB thật sự đó mình cũng không rành về công nghệ đó, mình không biết sao chép thế nào đó, quá dở luôn. Bây giờ mình lấy bây giờ là anh Tony là xài cái iPhone hay là xài Samsung? iPhone. Xài iPhone thì bây giờ mình kiếm một cái iPhone khác mình cloud đó mình đưa tất cả những cái đó lên cái iCloud xong rồi là tự động nó nhảy qua cái iPhone khác đó tức là mình lúc nào mình phải có hai cái phone đó là nó coi như là nó giữ tất cả những dữ liệu cho mình luôn mình chỉ đưa cho cơ quan chức năng một cái phone thôi lỡ khi sau này mất hết như giống như bà Hằng cũng đã từng đưa vô đó rồi bị xóa hết đó đó cho nên là mình cũng phải giữ một cái tại vì bây giờ là thì mình có hai cái phone nó cũng là hai Facebook đó thì dĩ nhiên là mình cũng đang download này rồi thì có hai cái đó thì nếu như về đó thì mình sẽ là dĩ nhiên khi mình về đó mình sẽ cho người ta cái mật khẩu mật mã để người ta vào trong cái Facebook của mình thì người ta mới mới coi được những cái tin nhắn nào kia đó hiểu không thì dĩ nhiên là cái tàu người ta mới điều tra ra được là những ai liên hệ với ai mình thật sự mình cũng đâu có sợ đâu mình người thật thật mà mình đâu có phải xóa Facebook hoặc là ẩn đâu đúng là nói thì nó có mình chịu trách nhiệm mà đúng thì đúng sai sai thôi chứ mình đâu có phải như người ta mà bây giờ đó có rất nhiều người ví dụ như là ông luật sư Trần Hồng Sĩ này ông ta cũng xóa Facebook nè rồi luật sư Trần Hồng Thanh nó cũng xóa Facebook nè nếu như mình đúng thì là làm gì mình phải xóa đúng rồi đó ông Tý cũng nó xóa đó những cái tin nhắn mà ông Sĩ mà liên lạc với người này liên lạc với người kia đó là cái Facebook đó cũng xóa rồi sao xóa rồi mà lập ra một cái Facebook khác cái đó là chôn cây trách nhiệm đó anh nói cho đá anh vu khống cho người ta nói cho đá xong đầu là anh trốn trách nhiệm cái đó là anh xóa Facebook đồng nghĩa là anh nói sai thì anh xóa anh tin nhắn qua lại với người ta nói sai thì anh xóa còn nếu anh nói đúng thì nói gì ví dụ như tôi đó tôi tính cho người này đưa tin cho người kia đó thì tôi nó cũng sợ đúng rồi mình nói đúng mà nhưng mà tại sao có cái dấu hỏi là tại sao mà mọi người từ Trần Thị Hồng Thanh xóa Facebook rồi là ông Trần Văn Sĩ cũng xóa Facebook đó là cái là sao bạn người ta sai rồi người ta cứ tin không đúng rồi người ta mới xóa không ai mà tự nhiên xóa Facebook của mình hết trơn á đúng rồi đó thì đó là những cái ý nghĩ của mình muốn kế hoạch của mình là như vậy đó thì có về thì về khoảng chừng 4-5 ngày thôi nhanh chóng mình qua bay đi khoảng 1-2 ngày mình về quay lại liền đó rồi sau đó là sẽ thân chính mình đi về tiếp đó mình muốn là như vậy đó còn nói chung thì cái đó là cái ý nghĩ của mình muốn cái gì đúng là đúng sai là sai thôi và hàng thì bà cũng đã chịu trách nhiệm rồi hơn 1 năm rồi và những người khác nghề mệt nhơ ngoài vòng pháp luật rồi là đi vu khống một mạng người ta thì cũng phải chịu trách nhiệm thôi chứ đâu có thể nào anh là ném đá vô tay cho đá anh vu khống cho người ta anh nhục mạ người ta rồi người ta bị tội rồi anh ở ngoài được đâu có được chứ đó phải công bằng chứ đúng rồi Ok thì nói chung là tạm thời như vậy đi rồi chứ cái gì anh em mình sẽ liên lạc sau và giống như là ngày hôm qua thì mình có làm cái clip đó thì cũng rất được nhiều người quan tâm và cũng có một số mạnh thường quân họ cũng đã hỏi thăm rồi và bây giờ là phải dứt khoát là cái anh phải tạo lập là một cái tài khoản Zelle cái Zelle đó để mà mạnh thường quân họ chuyển vào rồi mình cũng có danh sách ai để mình cảm ơn người ta ha Ok thì cảm ơn cô phó nhiều và cảm ơn mọi người nhiều thật sự ra cái Zelle hoặc cái gì mình không biết đó để kêu con gái nó làm chung không có thành luôn ok
ok, vậy cảm ơn Quốc Võ và mọi người nhiều nhé. Rồi, thôi cảm ơn Tony Phạm Rồi, ha. Chúc sức khỏe anh. Dạ. Dạ vâng. ok. Dạ. Đó thưa quý vị, thì nói chung là như vậy. Tất cả mọi thứ nó còn đang nằm ở phía trước ấy. Cho nên là thôi thì chúng ta cứ cứ giữ vững cái tâm trí của mình là một cái người đứng về phía bảo vệ lẽ phải, thì chúng ta hãy mạnh mẽ ha, cùng chung tay với nhau để coi như là đưa cái sự kiện này ra ngoài ánh sáng. Đặc biệt là bên phía của pháp luật đó, thì họ phải có những cái bằng chứng cụ thể về câu chuyện này để biết được cái nguyên nhân tại sao mà bà Hằng lên trên mạng để coi như có những cái lời lẽ xúc phạm những người kia. Đó, thì phải có nguyên nhân chứ, chứ không phải là khơi tự nhiên cái bà đưa tên người này tên nọ lên nữa mới chửi đâu, phải có cái gì đó. Thì cũng mong rằng là những cái người mà giữ được những cái tin nhắn, những cái của trong hội nhóm đó, giống như là Tony Phạm, bà Diệp Đậu, hoặc là một số những cái người khác nữa đó, những người nào mà có được những đã từng nằm trong những cái group kín này, thì nếu như mà còn chút cái tấm lòng mà lương thiện của mình á, thì sẽ vạch trần cái vấn đề này ra. Mình cũng không cần phải thêm thắt nói thêm nói bớt gì cả đối với những người kia. Nói chung là mình chỉ đưa ra những cái gì mà sự thật để rồi để cho bên phía của tòa án nhân dân họ quyết định, họ xét xử đúng người đúng tội, là như vậy là ok rồi. Chứ Quốc Võ cũng không có muốn dồn ai vào đường cùng và cũng không có cần phải là như là đưa ra những cái gì đó mà thêm thắt vô để cho nó có vẻ như là nó dữ dằn vô để hại người ta, thì không phải như vậy quý vị. Tất cả những cái gì sự thật đều vẫn là sự thật thôi, đưa ra được để cho bên phía cơ quan chức năng họ làm việc, tòa án họ xét xử cho đúng người đúng tội là ok rồi. Thì cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Cũng có một vài anh chị cũng đã điện thoại cho Quốc Võ và hỏi thăm coi là chuyển tiền thì chuyển làm sao, rồi cái kế hoạch như thế nào gì đó. Đó, nói chung là bước đầu là như vậy là cũng ổn rồi quý vị. Cũng có nhiều người rất là quan tâm. Cho nên là hôm nay thì Quốc Võ cũng làm cái clip này để cho Tony Phạm có cái cơ hội để trình bày với lại khán giả của Quốc Võ trên kênh của Quốc Võ News này. Đồng thời thì khuyến khích Tony Phạm có thêm một cái sự mạnh mẽ nhất định nào đó để có thể là về Việt Nam để là trình những cái chứng cứ này ra, và trong tương lai thì sẽ đương đầu với những thế lực coi như là ngầm nào đó đó thì mình không biết, nhưng mà cũng mong rằng là tất cả sự may mắn ha đều đến với tôi tên Phạm, cũng giống như những người mà đứng về phía lẽ phải đó. Đó, thì bây giờ xin mời quý vị hãy cùng theo dõi những cái tin tức thương mại quan trọng trong tháng 5 và tháng 6 này nha, bởi vì coi như là Quốc Võ cũng có những sản phẩm mà nó riêng khách hàng đó, có những đợt khuyến mãi rất đặc biệt. Bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi nha. Hello, xin chào quý vị. Hôm nay Quốc Võ sẽ giới thiệu cho quý vị một vài những sản phẩm tuyệt vời mà Quốc Võ đã dùng qua và sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách dùng những sản phẩm tuyệt vời này. Thì thưa quý vị, đầu tiên thì Quốc Võ muốn nói đến là cái đồng trùng hạ thảo được làm thành những viên cung rồng quý vị. Trong một cái hộp như vậy nè, khi mà họ design ra một cái hộp thì họ làm rất là đẹp quý vị. Đó, nhìn nó bắt mắt ha. Những cái hộp chất lượng rất là cao, được in ấn tỉ mỉ và design thiết kế mẫu mã rất đẹp. Chúng ta mở nắp hộp ra, chúng ta thấy trong bên trong có một cái chai như thế này quý vị. Đây, một chai đồng trùng hạ thảo. Trong đây có 90 viên tất cả. Chúng ta uống một ngày 2 viên vào buổi sáng, tức là trước khi ăn sáng thì chúng ta uống 2 viên. Đó, thì cái chai này chúng ta uống là một tháng rưỡi là hết ha. Mỗi chai như vậy giá trị là 200 đô la cho một chai này quý vị. Đó, một lọ này. Thì quý vị thấy không? Sản phẩm mẫu mã chất lượng rất là đẹp ha. Có một cái tờ giấy certificate của Mỹ luôn, tức là chứng nhận tại Mỹ sản xuất 100%. Và sản phẩm mà tốt á, sản phẩm mà tuyệt vời á, thì sẽ được coi như là Mỹ kiểm định xong rồi là họ cấp một cái chứng chỉ như thế này quý vị nè. Đó, cái hộp họ làm rất là sang luôn ha. Mình bỏ vào như thế này rồi mình đậy nắp hộp lại như thế này. Đông trùng hạ thảo thì quý vị đã biết được công dụng của nó rồi, nó rất là tuyệt vời quý vị. Ngoài cái giúp cho ăn ngon ngủ yên ha, tránh tiểu đêm, thì nó ngoài ra nó còn có những cái vấn đề giống như là hỗ trợ cho việc điều trị về ung thư, hỗ trợ cho việc điều trị về xạ trị, hoặc là cái như làm cho chúng ta là da dẻ hồng hào tươi mát, làm cho chúng ta cảm thấy sức khỏe nó tốt, tăng cường sức đề kháng, rồi tăng cường hệ miễn dịch, chống những cái lão hóa. Nói chung là rất là nhiều công dụng tuyệt vời của đông trùng hạ thảo quý vị. Thì trong cái tháng 5 này đó là một tháng mà để tri ân khách hàng, với lại là cái tháng của ngày lễ mẹ đó, thì Quốc Võ sẽ có một đợt khuyến mãi đặc biệt cho quý vị luôn.
Nếu như quý vị nào mà mua hai hộp đông trùng hạ thảo như thế này nè quý vị nè, mỗi hộp 200 đô la, mua hai hộp là 400 đô la, thì Quốc Võ sẽ tặng cho quý vị một cái hộp trà như thế này. Trong hộp trà này là 40 gói trà Ashitaba của Nhật Bản, uống vô để cho chúng ta cảm thấy là khỏe mạnh nè, ngủ ngon nè ha mà, giảm mỡ trong máu nè, giảm cholesterol nè, tránh đột quỵ nè, rất là rất nhiều công dụng tuyệt vời từ cái trà Ashitaba này thì quý vị đã biết rồi. Cái hộp này Quốc Võ bán là 25 đô la, nhưng mà Quốc Võ sẽ tặng free cho quý vị luôn nếu như mà quý vị mua hai hộp đông trùng hạ thảo. Ngoài ra đó thì Quốc Võ còn tặng cho quý vị một cái chai dầu Tibet này nè quý vị này. Đây. Chai dầu này cũng sản xuất 100% tại Mỹ luôn và rất là tốt luôn, có cái mùi là cái mùi quế rất là thơm. Nếu chúng ta bị đau lưng nhức mỏi mình mẩy hoặc là bị con gì cắn chỗ nào đó hoặc là bị nhức đầu sống mũi đó, thì quý vị thoa vào là nó hết liền ha, rất là tốt luôn. Chai dầu này Quốc Võ bán là 15 đô la. Nhưng mà nếu mà quý vị nào mà mua hai hộp đông trùng hạ thảo đó thì Quốc Võ sẽ tặng cho quý vị một cái hộp trà này và tặng thêm chai dầu nữa trong tháng 5 này quý vị. Đó là một cái đợt trí ân khách hàng rất tuyệt vời. Trong tháng 5 này là những cái điều tuyệt vời nó sẽ đến với chúng ta, cho nên là Quốc Võ có một đợt khuyến mãi để tri ân khách hàng. Đó là nếu như quý vị nào mua hai hộp đông trùng hạ thảo, mỗi hộp 200 đô, hai hộp là 400 đô, thì Quốc Võ sẽ tặng cho quý vị một cái hộp trà này và một chai dầu, là free shipping cho quý vị luôn nha, chơi đẹp luôn, free shipping luôn đó, chỉ có 400 đô la thôi quý vị. Nếu quý vị nào mà muốn order sản phẩm đó thì quý vị hãy điện thoại cho Quốc Võ hoặc là nhắn tin cũng được, số điện thoại là 714 247 9474, 714 247 9474. Nếu quý vị nào ở Việt Nam hoặc là ở Úc hoặc là ở Canada thì quý vị hãy add Zalo nha, Quốc Võ có số Zalo, Zalo là cộng 1 714 247 9474 nha. Zalo là cộng 1 714 247 9474. Rồi. Bây giờ một sản phẩm thứ hai nữa đó mà chúng ta đã biết qua rất là nhiều năm tháng vừa qua rồi và càng ngày sản phẩm này càng tốt hơn nữa. Là collagen. Collagen thì một sản phẩm phải nói rất quá tuyệt vời rồi, mình không thể nào mà nói thêm về công dụng của nó được, bởi vì nó người ta ai cũng biết hết rồi. Công dụng mà tuyệt vời nhất là làm cái gì, làm cho là tẩy tế bào chết nè, làm cho da dễ hồng hào nè, sáng mịn nè, ngoài ra là làm cho bóng tay bóng chân nè ha, làm cho tóc của chúng ta nè mọc nhiều khỏe mạnh, móng tay rất là khỏe chắc và tóc tai cũng là chắc khỏe, không có rụng tóc, và đặc biệt là cái làn da chúng ta không cần phải đi thẩm mỹ, không cần phải chích botox hoặc là không cần phải làm gì cả, chỉ cần uống cái collagen thôi là đủ, là tuyệt vời được quý vị, đủ tốt quý vị. Đó thì trong cái hộp này nè nó có 10 chai như thế này quý vị. Đây là cái chai này nè, chai này là được làm bằng thủy tinh nha, rất là chắc và đẹp đó, mẫu mã rất tuyệt vời luôn. Thì một hộp này gồm có 10 chai này quý vị nè, đó thấy đẹp không, tuyệt vời không. Thì có vỏ đang bán với giá là mỗi hộp như vậy là 90 đô la nha quý vị nha, 90 đô la cho một hộp này. Mà nếu như mà quý vị nào mà mua hai hộp thì quý vị sẽ được tặng cho một hộp. À, tuyệt vời không, đã không? Mua hai được ba luôn, mỗi hộp 90 đô la là như quý vị mắc đắt tiền lắm á, không có rẻ đâu. Mà nhưng mà nó rất là chất lượng, nó sản phẩm nó đắt tiền nhưng mà nó uống vô nó rất là khỏe. Mỗi ngày như vậy chúng ta uống một chai này trước khi đi ngủ khoảng chừng nửa tiếng thôi. Đó, một ngày một chai thôi ha. Trước khi đi ngủ nửa tiếng là chúng ta uống một cái là chúng ta ngủ ngon tới sáng luôn, ngủ cứ tủ đã luôn. Không có đi tiểu đêm, không có bị cái gì cả, nói chung là rất là tuyệt vời. Một ngày một chai một thôi trước khi đi ngủ nửa tiếng. Đó. Thì quý vị, cái hộp này nè, 10 chai giá 90 đô la lận, mà nếu như quý vị nào mà mua hai hộp tặng free hộp cho quý vị luôn. Đã chưa? Tức là mua hai hộp 180 đô la thì được tặng một hộp nữa, là thành là ba hộp đó quý vị. Còn nếu như quý vị nào mà mua 6 hộp thì được như thế nào? Là được tặng 4 hộp luôn. Wow. Mua 6 hộp được tặng 4 hộp quý vị, tức là mua 6 được 10 đó. Đây coi coi, một hộp là 90 đô la đúng không? 6 hộp là 540 ha, 540 đô la thì quý vị sẽ được tặng thêm 4 hộp nữa, là mua 6 được 10 hộp đó quý vị. Và ngoài ra còn có một cái quà tặng đặc biệt nữa là một chai dầu. Đấy, chai dầu này nè. Tức là quý vị mua 6 hộp 540, quý vị được tặng 4 hộp và quý vị được tặng thêm chai dầu này giá 15 đô la nữa. Đã chưa?
chỉ có trong tháng 5 này thôi quý vị. Tháng 5 này là tháng là lễ mẹ mà, cho nên là những cái điều tuyệt vời sẽ dành cho quý vị trong cái tháng 5 này quý vị, quá đã luôn. À, nhưng mà mua cái collagen này thì quý vị trả tiền shipping nha, tại vì nó rất là nặng, một cái hộp này nặng lắm, 10 hộp như vậy là tới là 30 mấy pound. Là quý vị, mình sẽ chia ra làm 2 thùng, 2 kiện hàng, mỗi kiện hàng mình bỏ 5 hộp thôi. Tại vì đôi khi mình bỏ nhiều quá, nặng quá đó, thì cái người mà shipping á, họ khi không nổi rồi họ quăng nó bể tại cái chai này bằng thủy tinh đó, cho nên mình phải chia ra làm 2 kiện hàng, tất cả mỗi kiện hàng là 5 hộp để mình ship cho quý vị. Nếu quý vị nào mà mua 6 hộp đó thì sẽ được tặng thêm 4 nữa là 10 đó quý vị. Đó thì đó là những cái điều tuyệt vời. Hai sản phẩm mà có quả thường hay bán nhiều nhất và thấy nó cảm thấy nó rất là tốt, cho nên muốn chia sẻ cho mọi người ngày hôm nay. Thì trong tháng 5 này là có những cái đợt khuyến mại đặc biệt như thế đó, cho nên cũng mong là quý vị sẽ ủng hộ Quốc Võ, ủng hộ những điều chính nghĩa, ủng hộ lẽ phải, phải không ạ? Bằng cách là order sản phẩm giúp cho tăng giá trị bản thân, tăng cái sức đề kháng trong cơ thể, làm cho chúng ta khỏe mạnh, minh mẫn mẫn và tiếp tục như là cùng chung tay với nhau để coi như là làm những điều tuyệt vời trong cuộc sống. Đó thì quý vị hãy điện thoại Quốc Võ bằng cách là điện thoại, số điện thoại 714 247 9474 nha, 714 247 9474. Nếu quý vị nào ở Việt Nam hoặc là ở Úc hoặc là Canada thì quý vị hãy add Zalo, Zalo là cộng 1 714 247 9474, và xin chúc cho tất cả mọi người một ngày tốt lành nha. Ok, I love you.